Có thể nói, sự nghiệp của Yuna khá là trắc trở so với nhiều nghệ sĩ xứ Hàn khác khi cô không sớm xác định được đam mê thực sự của mình là gì. Thực ra, Yuna gia nhập showbiz Hàn khá sớm khi mới 16 tuổi. Cô gái trẻ Yuna ngày ấy khao khát trở thành một ca sĩ thần tượng, đã lưu lạc qua năm công ty giải trí khác nhau, cần mẫn luyện tập các kỹ năng cần thiết của một ca sĩ và chờ đợi ngày được ra mắt khán giả. Nhưng càng ngày, Yuna càng nhận ra mình không thể trở thành một ca sĩ thần tượng giỏi. Bởi Yuna luôn gặp khó khăn với phần vũ đạo, thường xuyên quên các bước nhảy, trong khi các ca sĩ Hàn Quốc luôn phải vừa nhảy, thậm chí có nhiều người nhảy đẹp hơn là hát hay. 8 năm miệt mài tập luyện, có tiếc nuối thời gian công sức đến mấy, thì Yuna cũng phải chấp nhận sự thực rằng mình không phù hợp với sân khấu ca nhạc, vậy là cô đành lựa chọn một ngã rẽ khác, trở thành diễn viên. Cô đầu quân cho công ty YG Entertainment, tiếp tục làm lại mọi thứ từ đầu, học hỏi những điều quan trọng với một diễn viên. Rất may là việc đứng trước máy quay và hóa thân vào những nhân vật khác nhau khiến cho Yuna hào hứng, phấn khích hơn nhiều. Năm 2009, khi đã 27 tuổi, thì Yuna mới có vai diễn đầu tiên trong bộ phim sitcom đình đám Hai Kids to the Rose, Gia đình là số 1. Và thật may mắn là bộ phim này rất ăn khách, giúp cô diễn viên mới toanh nhận được nhiều sự chú ý. Bộ phim thứ hai mà Yuna tham gia là một tác phẩm đình đám khác, Secret Garden, Khu vườn bí mật của biên kịch vàng Kim Eun-suk. Yuna tuy chỉ đóng vai phụ của phụ là bạn thân của nữ nhân vật chính, nhưng cô có tương đối nhiều đất diễn, lại thêm gương mặt xinh xắn và thân hình quyến rũ nên nhanh chóng được khán giả quan tâm. Kể từ đó đến nay, Yuna ghi dấu ấn trong nhiều phim ăn khách như Mối tình bất diệt, Vì sao đưa anh tới, Tình yêu Goblin, Em là số 1. Có một điều thú vị là Yuna rất có duyên với các vai nữ phụ. Đặc biệt hơn nữa là tuy đóng vai làm nền cho nữ chính, nhưng khuôn mặt đẹp cùng thần thái sang trọng của Yuna luôn giúp cô có phần lấn át cả nữ chính. Chính vì thế mà tên tuổi của Yuna hiện giờ không hề kém cạnh các ngôi sao hàng đầu, cho dù cô vẫn bị coi là diễn viên chuyên trị vai phụ. Trong Vì sao đưa anh tới, Yuna vào vai Yushemi, bạn thân của nữ chính Jun Song-ji. Nhân vật nữ phụ có sự nghiệp khá tương đồng với nữ diễn viên ở ngoài đời khi không ngừng lăn xả, cố gắng nhưng vẫn không được khán giả và các nhà làm phim chú ý. Thậm chí, Yushemi còn bị xem là cái bóng, gương mặt thay thế của minh tinh hàng đầu Jun Song-ji. Bên cạnh đó, tình yêu mà Yushemi dành cho Lee Ha-kyung, Park Hye-jin đóng cũng không được đáp trả. Trái lại, anh một lòng với nữ chính, Jun Song-ji đã yêu người ngoài hành tinh Do Min-jun, Kim So-hyun đóng. Diễn xuất của Yuna trong bộ phim được đánh giá cao, đặc biệt là những phần đoạn bộc lộ nội tâm. Ngoại hình nhẹ nhàng, mong manh của nữ diễn viên được cho là không thua kém tương thành nhan sắc Jun Ji-hyun. Tuy nhiên, sau Vì sao đưa anh đến, Yuna vẫn không được chú ý nhờ vai diễn chính, mà chỉ được khán giả ấn tượng khi trở lại đóng phụ trong Goblin. Trong Goblin, Yuna vào vai cô chủ hàng ga Kim Sunni, người chị thân thiết của nữ chính và có kiếp trước là em gái của tướng quân Kim Shin, Gu Yong. Ở quá khứ, Kim Sunni đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho hoàng đế Quang Yeo, Lee Đồng Quốc và anh trai Kim Shin. Cho đến hiện tại, chuyện tình của thần chết cũng là hoàng đế Quang Yeo và nữ phụ Goblin cũng để lại cho người xem nhiều ấn tượng. Thậm chí, cặp đôi phụ được yêu thích không kém hai nhân vật chính trong bộ phim. Diễn xuất thực lực và vẻ đẹp mong manh của Yuna một lần nữa được khẳng định trong Goblin. Thậm chí, theo thống kê của nhà sản xuất, hai cảnh phim có rating cao nhất toàn bộ phim đều có sự xuất hiện của nữ diễn viên sinh năm 1982 này. Đó là cảnh quay anh trai Kim Shin nhận ra rằng cô chủ hàng ga chính là em gái tiền kiếp và phân cảnh Kim Shin nói Sunny có phải em đã sớm biết thân chết là Quang Yeo hay không. Dù tên tuổi của Yuna được gây chú ý hơn sau các vai diễn phụ, song khán giả vẫn mong rằng nữ diễn viên có thể tạo nên cú hit màn ảnh nhỏ của riêng mình. Người đẹp sinh năm 1982 tiếp tục góp mặt trong phim It Feels Secret và vai nữ diễn viên hàng đầu gặp rắc rối trong sự nghiệp vì lùm xùm với một tài phiệt. Bộ phim It Feels Secret là câu chuyện thú vị nhưng không kém phần lãng mạn giữa cô và một anh chàng luật sư nhiều duyên nợ. Diễn xuất tự nhiên và bề ngoài nổi bật giúp Yuna một lần nữa được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn nữ diễn viên nổi tiếng. Khán giả tin rằng người đẹp sẽ tận dụng tối đa thế mạnh ngoại hình để tỏa sáng trong từng khung ảnh giống như Shemi, Vì sao đưa anh tới và Sunny Goblin từng làm được. Bên cạnh đó, bộ phim It Feels Secret còn được cầm trịch bởi đạo diễn của Thư ký Kim Sao Thể, tác phẩm 2 lãng mạn từng là mưa làm gió thời gian qua. Trường hợp đáng tiếc của showbiz Hàn. Yuna là một trong những trường hợp đáng tiếc của showbiz Hàn Quốc khi không thể thành sao lớn dù nổi bật cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Song khán giả tin rằng, đóa hoa nở muộn của xứ sở Kim Chi vẫn có thể đi lên từ các vai phụ và dần tỏa sáng trong vai diễn chính của riêng mình. Phim xuyên không người đàn ông của hoàng hậu Inju là tác phẩm đầu tiên mà Yuna được đóng vai chính và đến giờ này vẫn là phim truyền hình duy nhất mà cô được làm nhân vật quan trọng nhất. Nhưng với Yuna, Queen Hyun's Man còn mang tới một điều đặc biệt khác nữa. Chàng trai mang tên Ji Hyun Gu. Trên phim, Yuna và Ji Hyun Gu diễn với nhau vô cùng đẹp đôi, tình ý miên man tràn ngập từng khung hình. Phim tình cảm hàng nào chẳng có các màn hôn nhau, nhưng nụ hôn của Yuna, Ji Hyun Gu say đắm đến nỗi được xếp ngay vào danh sách những cảnh hôn đẹp nhất phim Hàn.
Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở chuyện tình trên màn ảnh. Đúng vào ngày phim phát sóng tập cuối cùng, hai diễn viên chính Ji Hyun Woo, Ju In Na có buổi xem phim cùng khán giả. Và giữa đám đông cuồng nhiệt, Ji Hyun Woo công khai tỏ tình với Ju In Na. "Tôi muốn được nói thật lòng mình trong ngày hôm nay. Tuy chị Ju In Na mất rồi, tôi hy vọng sẽ được mọi người chúc phúc và ủng hộ." Khỏi phải nói lời tỏ tình bất ngờ này gây chấn động đến thế nào, khán giả hò reo đòi cặp đôi phải ôn hôn ngay đi. Nhân viên đoàn làm phim sững sờ vì sự kiện ngoài tầm kiểm soát, báo chí xôn xao. Và dĩ nhiên, Juliana là người ngỡ ngàng bối rối nhất. Cô chỉ biết ngập ngừng bày tỏ: "Tôi thật sự bị sốc, tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi nói chuyện chân thành sau buổi gặp gỡ này." Thế rồi, chân tình của cậu em Ji Hyun Woo đã làm lay động trái tim bà chị Juliana. Chỉ 10 ngày sau lời tỏ tình lãng mạn hơn phim ấy, người ta thấy Juliana, Ji Hyun Woo tay trong tay đi dạo, ngọt ngào như mọi đôi tình nhân khác. Tiếc rằng sau đó không lâu, Ji Hyun Woo nhập ngũ và mối tình chưa kịp sâu nặng đã bị khoảng cách xa xôi làm phai nhạt dần đi. Đến khi Ji Hyun Woo xuất ngũ thì hai bên mới thông báo họ đã chia tay trong lặng lẽ. Khán giả vô cùng tiếc nuối cho cặp đôi đẹp, nhưng biết làm sao khi duyên số vừa đưa họ đến bên nhau thì lại bắt họ xa cách trong khoảng thời gian quá dài. Lee Dong Kwook và Ju In Na. Bắt đầu từ coupling, Lee Dong Kwook và Ju In Na đã trở thành cặp đôi trong mơ của bao khán giả với phản ứng hóa học tuyệt vời, cho đến Touch Your Heart, khi cả hai vào vai một cặp tình nhân ngọt như đường với những cảnh hẹn hò lãng mạn, thì người xem lại một lần nữa chắc định cả hai đang hẹn hò thật. Trong Touch Your Heart, Lee Dong Kwook và Ju In Na vào vai Kha Won Jung Rok và Oh Yoo Seo. Cặp đôi có quá nhiều điểm trái ngược ngay từ tính cách đến nghề nghiệp, quan điểm sống, bởi anh là một luật sư nghiêm túc trong công việc nhưng lại chậm tiêu trong tình yêu, còn chị là một ngôi sao vạn người mê, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ nhưng lại không chú tâm làm việc. Ấy vậy mà họ lại gặp nhau và còn trở thành đồng nghiệp khi chị trở thành thư ký bất đắc dĩ cho anh. Tiếp xúc dần dần nảy sinh tình cảm, cả hai đã đến với nhau và quyết định giấu nhẹm quan hệ này. Tuy vậy, những cuộc hẹn hò vẫn tràn đầy tình cảm, vẫn ngọt ngào và lãng mạn vô cùng, khiến người xem cũng thích mê một câu chuyện tình đáng yêu như thế. Mỗi lần đi bên nhau, ánh mắt cả hai luôn ánh lên tình yêu, nụ cười rạng rỡ, tự như vừa có được cả thế giới. Sự quan tâm, chăm sóc của Lee Dong Kwook dành cho Ju In Na tự nhiên chẳng hề thấy dấu tích của diễn xuất chút nào. Những nụ hôn thì lại ngọt ngào khó tả khi đôi bên đều chủ động và tận hưởng. Mặc dù Touch Your Heart không đạt được rating cao hay giúp cho Lee Dong Kwook, Ju In Na vượt trội hơn trong sự nghiệp và độ nổi tiếng, cũng không so được với lần kết hợp đầu trong coupling. Tuy nhiên, người xem khắp nơi vẫn rất tận hưởng theo dõi những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Như thế, đó không phải là Kha Won Jung Rok và Oh Yoo Seo, mà là Lee Dong Kwook và Ju In Na. Rất nhiều khán giả ở Hàn Quốc và nước ngoài đều tin chắc rằng Lee Dong Kwook, Ju In Na đang hẹn hò thật và chờ đợi một cái kết đẹp ngoài đời. Touch Your Heart thì đã đến đoạn cuối rồi, liệu chúng ta sẽ có tin vui sau tác phẩm này? Thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại tin đồn. Hơn 5 năm trôi qua, Ju In Na dường như vẫn đang đóng băng trái tim mình và Ju In Na tự nhận mình không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò. Cô vẫn luôn cần nhờ bạn bè thân tư vấn hỗ trợ mỗi khi con tim loạn nhịp. Ju In Na bây giờ đang ở thời điểm rực rỡ nhất của nhan sắc, chín muồi nhất của sự nghiệp. Cô gái ấy vẫn bình thản đón nhận và dồn sức cho những vai phụ, vẫn học cách tận hưởng niềm vui giản dị mỗi ngày trong lúc chờ đợi tình yêu lên tiếng.